Yeah. Tiếp theo chuẩn bị ra chim mình chỉ các bạn cách lấy da mà bị bấm móng nãy mình like á, hai mẹ con chị này bên quận 8 qua làm ha. Mà nãy giờ mình làm xong rồi. Giờ mình mới quay, từ nãy giờ mình đói quá. Giờ mình quay mình chỉ cách các bạn lấy nha. Tại vì thứ nhất á, là móng thì nó sáng lắm, chị không có. Trung ơi, anh Trung ơi, nhỏ nhỏ xíu anh Trung ơi, đang live stream. Mình chỉ cách các bạn lấy những cái khóe này ha. Này khóe này là mình làm ở ngoài thì nó sẽ bị bấm móng, nó mớp hết rồi. Cái da nó cuốn dữ lắm, lâu quá rồi mình lấy thì cái sơ xuất á. Sơ sức bị sự cố quá thì ít lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức nha.
phải đẩy, con phải đẩy cái cục này ra luôn thì móng con nó mới bung nổi. Cục này đi sâu quá thôi. Đúng rồi con, có nghĩa là nó lấy không được, nó đẩy sát quá. Cho nên là con phải lường cái này lên nó hơi khó. Đúng rồi, chính xác. Mà giờ con nại con nghe nó khực khực trong đây mà con lấy không sợ, bên đây nó dễ bị ấy, nó sâu quá không khéo mệt. Thấy không em? Rồi ok. Ok. Hay quá ha. Không đau nữa. Đó, nhẹ nữa. Thấy vẫn là thấy nhẹ. Làm mấy chút kia nó chọn đi ra đó. Có tâm quá. Thảo quay có tâm quá. Quay vậy cho chị. Tại dưới tay chứ. Nãy chưa quay là dưới dám đâu. Hai vợ chồng này không có hợp gì hết. Bỏ rồi. Bỏ quá bỏ rồi. Món con kèo hư. Ngón 10 ngón chân của cô ngón nào cũng có khoét. Khoan để sơn xem. Mới quay chút xíu rồi cãi lỡ rồi sơn cho mấy bạn coi không có lên. Ủa cô sơn màu gì? Sơn màu xanh này. Cô sơn màu xanh. 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 Lâu lâu mới có cái pha mà móc khóe không mình quay. Các bạn lấy hết thì không bao giờ nó sưng. Đẹp không? Đẹp. Vậy qua đúng chỗ rồi đó. Bấm cho em. Bấm. Em qua em học em phải đăng ký nha em. Dạ. Để tự vì chị nhận 4 học viên thôi, 2 học viên kia ra rồi, vài bữa nữa 2 học viên kia ra rồi. Chị nhận cái chị bên Mỹ. Còn một chỗ nữa đó. Các bạn có bạn inbox cho mình hỏi tại sao em sơn nó bị lem, nó không có đẹp, nó bị lởm chởm nha. Em kéo chưa được mà em sơn rồi, em phải tập kéo lại nha. Em sơn bữa đó nó xấu lắm. Muốn cầm cái bao tay, cầm thầy tái khó làm. Dướng á. Trước em học đâu bé? Dạ. Em học ở đâu? Em học ở Nhân Hoa. Trời ơi, em học ở đó. Chị nói thiệt với em á, một thứ một chút tiền không. Cứ là khóa mấy trăm ngàn không mà nó nổi mua đồ không đủ mệt. Trời ơi, chị có người học trong đó rồi mà. Chị có người học trong đó rồi mà em học đó sao làm được. Sơn kim tuyến cũng là một cái nghệ thuật. Như một ngón mà em. Ngón biết rồi cô. Ngón này đúng không? Biết mà. Mày sơn màu xanh mà. Kim tuyến sơn trước. Nhưng khi mình quên mình sơn luôn á. Cái này cho tiếng lâu con.
chân nó khô. Bánh chân của mẹ hư nhiều quá. Mày mua bánh xinh carbon nè. Xanh này ghét cái mua bánh xinh mà sơn nó vẫn bị xanh mới đau đầu. Không biết nguyên nhân. Bị gì? Bôi ra nó hơi còn xanh xanh chút. À. Mà hàng cũng mua bánh xinh đó chứ còn mã vạch bên bển luôn. Cũng biết sao. Học nhà văn hóa thanh niên phụ nữ là một khóa chứ có bao nhiêu đâu, có mấy trăm ngàn thôi mà em cộng nó mua đồ thôi, em cộng thử thôi. Em học cái khóa cuối là 2 triệu, nhưng mà em học tới khóa cuối rồi em cộng thêm cái tiền đóng tiền học với tiền mua đồ không nhiều lắm, quá cha nữa. Bởi vậy dạy cắt da, trời đất ơi, chị dạy lại mấy người đó nhiều chị biết. Người nào cũng hỏi chị sao chị, em biết chị sớm thì đỡ quá. Hỏi tốt mớ tiền. Em học ở đó không ấy đâu. Mình khuyên mọi người, người nào học nghề á, đừng có ấy vô những cái tiệm nail á. Thứ nhất có khách cho mình nhìn, mình thực hành. Chứ các bạn là học mấy cái trung tâm thì không có được đâu nha. Đắp bột, đắp gì cũng vậy. Sân thường giống như mình sân treo vậy, không có cho nó lem. Canh cây cỏ không có để lem. Nhiều khi chị quay vậy á, mấy người trong nghề á lại chị cũng làm bình thường. Mà hồi sân treo mà kêu móng ngắn vậy, kêu khóa đầu móng. Cái đó. Đó. Sơn xong hết tính tiền nữa. Nổ kêu hóa đầu móng đi. Đổi liền. Chị nói gì? Chị khách Việt Kiều á, chị chủ tiệm nail. Không, cái bà đó đó đúng rồi, bà chủ bà. Bà sạc cho một trận rồi trả tiền đi về mình. Chị cũng nói tiếng nail. Chân ngay quá, tay khóa ok. Khóa hai ngón cái thôi. Sơn nha, nước sơn của chị với nước bóng đó, chị bao em xài 2 tầng còn mới kem. Nước bóng kia đẹp quá hả? Em xài 1 tháng luôn, còn đẹp. Sơn thường á. Chị lớn hả chị chiếc không? Hả? Chị lớn rồi. Đúng rồi. Mua đúng hàng của Mỹ á, xài ngon lắm. Còn mua sợ hàng phê 1, phê 2 gì cũng nói hàng Mỹ cũng có lắm. Khách tôi sắp về chắc. Chào chế thỉ. Ai vậy? Tên gì em cũng không biết nữa. Yulichi. Chào chị. Cái chị hôm bữa đem về chăm sơn mình á. Hello chị. Khỏe không chị? Rồi chị về chứ cho mình mấy chai nước sơn treo á. Màu chị cho em ai cũng khen đẹp. Cảm ơn chị. Sơn khách thích lắm. Rồi xong. Chị xài bóng gì vậy? Sơ tre đó em. Lấy cái chai còn nguyên, cái chai này mất dấu. Chai nước bóng. Của em hả? Của mẹ. Của em 80. Của mẹ 130. 201. Ăn 3 mông con bóng.